người giàu có là chiếm chỉ có 20% trong xã hội này. Họ là nhóm là chủ doanh nghiệp và nhóm nhà đầu đầu tư. 80% còn lại, ok, là nhóm gì? Chưa được giàu có. Đó là nhóm làm công ăn lương và nhóm làm tư. Ok bạn. Người ta đã tính toán ra hết rồi. Cái nhóm này này chiếm 20% xã hội, nhưng tổng tài sản họ sở hữu xã hội là 80%. Cái nhóm này là chiếm 80% trong xã hội, nhưng tổng tài sản họ sở hữu được chỉ có 20%. Ok bạn. Và đó là lý do. Lý do gì? Cuộc chơi trong xã hội này là do nhóm nhà giàu tạo ra. Các bạn có nêu ra điều này không? Bây giờ mình ví dụ này, các bạn ví dụ là bạn đang là những người giàu nhất Việt Nam đi, và tối nay chúng ta có cuộc họp ở đây. Ok, hình như vậy. Thì ông này ông sẽ tuyên bố nhóm rằng ngày mai ông xây dựng một cái khu công nghiệp rất lớn ở ngoài kia. Ok bạn. Tại vì ông có tiền mà. Ông này sẽ nói là tôi xây dựng một cái đường đại học kế bên ông. Ông này sẽ nói là tôi xây dựng một cái bệnh viện kế bên ông. Ông này sẽ nói là tôi xây dựng một cái đường học kế bên ông. Ok không? Xem như cuộc họp thống nhất xong là ngày mai nói như thế nào ạ? Đúng không? Ở ngoài kia khu công nghiệp được xây dựng lên có không? Bệnh viện được triển khai, siêu thị được triển khai, có phải như vậy không? Và những người còn lại trong xã hội thấy khu công nghiệp xây dựng lên mong muốn mình có một chân làm việc ở trong đó, có phải như vậy không? Và vô hình trung từ thế hệ này qua thế khác các bạn rớt vào một cái bẫy, một cái hệ thống do người giàu họ tạo ra. Tóm lại, nếu bạn nào đi theo quy trình này, trước tiên là bạn sinh ra, sau đó là bạn bị đẩy vào trường học, có phải vậy không? Ai có phải bị nhảy vào trường học á? Đứa thằng nào nó rớt ra khỏi trường học đó, thất học, tại là nó nhảy vô lại đi. Ok bạn, học ngon lành cho đến năm 20 mấy tuổi, dành ra khỏi cái đường, lúc đó muốn học cũng được, tưởng tượng ra. Ok bạn, mỗi đứa ra khỏi trường được phép cho một cái gì? Một cái tờ giấy. Cái tờ giấy đó đặt tên là bằng. Cái bằng đó do ai cấp? Do cái ông trường học này cấp này, cái ông này này, cái ông thành lập trường học cấp, có phải vậy không? Hả? Có nhiều người nói không phải ông đó cấp, Bộ Giáo dục Đào tạo cấp. Mà nói Bộ Giáo dục Đào tạo cấp, Bộ Giáo dục cho ai tạo ra? Nó nói do nhà nước tạo ra. Mà nói nhà nước cho ai tạo ra? Nó nói do dân bầu lên. Trời ơi, nai tơ kinh khủng. Nhà nước cho ai tạo ra? Cho ai tạo ra? Cho ai tạo ra? Trong gia đình bạn, nếu bạn là người nhiều tiền nhất trong gia đình thì bạn tạo ra cơ chế cho gia đình đó, có phải vậy không? Có phải vậy không? Nhà nước cho ai tạo ra? Do nhóm nhà giàu tạo ra. Nai tơ kinh khủng. Ok bạn, cậu đó nói do gia đình tạo ra, chịu không nổi. Các bạn phải đi học một khóa trên đấy thôi, các bạn không ngồi. Ok bạn, các bạn nhanh. Bỏ qua người cạnh, bên này quá thú vị. Ok bạn. Sinh ra, xong, học xong, cho tới năm. Sau khi năm 20 mấy tuổi, dân ra khỏi trường và bắt đầu giai đoạn thứ ba là giai đoạn gì? Đi kiếm. Kiếm tiền. Ok, nhảy từ công ty này qua công ty khác để kiếm tiền. Cho tới giờ này, nhảy mấy công ty rồi. Ba mươi rồi, nó 20 tuổi mà nhảy người nhanh dữ vậy. 31 rồi nhảy, 31 công ty mà còn nhảy rồi. Em nhảy mấy con không được, chưa đi làm luôn. Còn đại học sắp tới nhảy dữ luôn. Giờ nhảy tới mấy công ty rồi? Mới một công ty rồi. Em cứ dự định sắp tới nhảy không? Anh nghĩ rồi. Anh nghĩ rồi. Ok. Cái công bằng đó. Vì sao chúng ta nhảy từ công ty này qua công ty khác để lương nó? Nó cao, đúng không? Nhưng mà nhảy đã xong cho tới như thế nào? Cho tới năm 60 tuổi phát hiện là mình rớt vào quy định chờ đã. Ok bạn, tới 60 tuổi là chờ đã rồi. Có muốn làm việc thêm cũng đâu có được đâu, có không các bạn? Vì sao 60 tuổi chờ đã? Cũng vì 60 tuổi bạn ngồi đây rồi. Bạn rõ tên ai rồi? Tên thằng ông nội rồi. Thằng cháu nội nó mới quang mang quà tới cho ông nội, ông nội vui lắm mà cười hai răng rụng hết rồi, có phải như vậy không? Ok bạn, có thể là bạn sống tới 70, 80, 90 tuổi chính xác, nhưng 60 tuổi bạn như thế nào rồi? Đi lụm cụm như vậy rồi.
có nhiều người lo làm độ 60 tuổi đi du lịch. Trời ơi, 60 tuổi sao đi vô du lịch? 60 tuổi làm sao leo đỉnh Phan Xipang được nữa? Ok bạn, cũng còn cuộc sống đó, nhưng chất lượng cuộc sống đó không tốt nữa. Ok bạn, các bạn thấy con người của chúng ta quý cái thời gian của con người của chúng ta nó cứ quý không? Rất quý. Ok mà những người giàu họ cũng sinh ra và 60 tuổi họ cũng chờ đợi như chúng ta, nhưng họ khác cái chỗ này nè. Năm 2008 mình mới ngộ ra điều này và bắt đầu từ đó mình set up cuộc sống của mình theo cái quy trình khác chứ không phải theo cái quy trình này nữa. Dĩ nhiên nó có rất nhiều bí mật trong hai cái quy trình, trong cái công đoạn đó. Tuy nhiên cái chương trình còn lại tối nay mình bật mí cho bạn một cái bí mật rất là đặc biệt và mình phân tích nó rõ ra. Các bạn có sẵn sàng để mình bật mí điều này chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng chưa bạn? Sẵn sàng. Thẳng lên, thẳng lên. Sẽ qua ngưỡng cảnh. Điều này quá tuyệt vời. High five. Các bạn à, làm công ăn lương để làm giàu được là vô cùng vô cùng khó. Vì sao ạ? Các bạn có khoảng 12 lần lãnh lương một năm và chúng ta có khoảng 30 năm để chúng ta làm việc. Ok mà. Vậy thì các bạn sẽ có 360 lần lãnh lương trong 30 năm đó. Khi mà mình ghi tới chỗ này thì có nhiều bạn cứ nói rằng anh ghi sai rồi. Mình hỏi ghi sai gì? Bạn nó nói em lãnh lương 1 năm tới 13 lần lãnh. Anh ghi như vậy sai rồi. Tính kỹ quá nên vẫn cứ mà người nghèo thì từng hãy tính. Vậy là ok bạn. Mức lương của mình Sài Gòn hiện tại là bao nhiêu? 5 triệu. Đúng rồi, 5 triệu, 6 triệu mấy điều đó cho 5 triệu. Ok, thấy con số ra. Nếu bạn nào lãnh 5 triệu thì sau 30 năm bạn được 1 tỷ 8 Việt Nam đồng. Cái này là tổng gia thu nha, chưa cơm nước, chưa gì hết nha. Ok bạn, chúng ta có một phút chia sẻ với người bên cạnh. Bạn thế mức lương của bạn vô và cuối đó bạn sẽ được bao nhiêu tiền, bạn biết liền. Ok, chúng ta có một phút mở ra, bắt đầu.